Mến chào các em học sinh khối 7 đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Bài hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một bài thưởng thức mỹ thuật. Đó là bài Vài nét về mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Để bắt đầu buổi học, các em lấy tập ra ghi bài và mở sách giáo khoa trang 142. Vì đây là bài thưởng thức mỹ thuật rất dài nên cô yêu cầu các em tập trung nghe giảng, và chúng ta sẽ gạch những ý tóm tắt vào trong sách giáo khoa. Phần ghi tựa bài, chúng ta sẽ ghi phần tựa bài mục 1, 2 và 3 giai đoạn phát triển của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Ở bài này chúng ta có hai nội dung. Nội dung đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Nội dung thứ hai, chúng ta cần tìm hiểu đó là tóm tắt một vài những đặc điểm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Nội dung đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Chúng ta đều biết nước Ý là cái nôi của sự phát triển và là đỉnh cao sáng chói của nghệ thuật Phục Hưng, mà hào quang còn tồn tại mãi cho đến ngày hôm nay. Ở thời kỳ Phục Hưng, bên cạnh kiến trúc, điêu khắc, hội họa của Ý phát triển rất là mạnh. Và trong thời kỳ này thì xuất hiện rất là nhiều những cái họa sĩ thiên tài cùng với những cái tác phẩm bất hủ của họ, và sau này đã trở thành những di sản văn hóa quý báu của nhân loại. Thì có 3 giai đoạn phát triển tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Thì trước khi tìm hiểu về mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng, cô muốn giải thích cho các em hiểu từ Phục Hưng có nghĩa là như thế nào. Phục Hưng có nghĩa là phục hồi lại và làm cho hưng thịnh hơn. Và phục hồi lại và làm hưng thịnh hơn nền mỹ thuật của Hy Lạp và La Mã cổ đại. Thì thời kỳ Phục Hưng thường được miêu tả ở khoảng thế kỷ 16, nhưng nay ngay là từ thế kỷ 14 mà móng đầu tiên của phong trào này đã bắt đầu nhen nhóm ở Ý. Và trong thời kỳ này thì có sự trỗi dậy của tầng lớp giàu có, tiền thân của giai cấp tư sản sau này. Họ đã tạo nên một cái làn sóng xây dựng một nền văn hóa mới, chống lại những cái giai cấp phong kiến lạc hậu. Và từ đó họ đã tìm thấy được những cái đẹp, cái hiện thực, là những cái khuôn mẫu, mẫu mực ở nền văn hóa La Mã và Hy Lạp cổ đại. Chính vì vậy cho nên là họ muốn phục hồi lại và làm hưng thịnh hơn, phát triển hơn cái nền mỹ thuật Hy Lạp và La Mã cổ đại đó. Và xuất phát Ý cho nên là chúng ta mới có nền mỹ thuật Ý thời kỳ Phục Hưng. Giai đoạn đầu tiên, thế kỷ thứ 14, đây là giai đoạn mà đánh dấu những bước đi chập chững tìm cho xu thế hiện thực mới, với những các bức bích họa chủ yếu vẽ theo các sự tích trong Kinh Thánh. Và hai người họa sĩ tiêu biểu của chúng ta chính là Cimabue và học trò của ông là Giotto. Và đây chúng ta sẽ cùng xem một vài những cái tác phẩm của họa sĩ Giotto trước, vẽ về các sự tích trong Kinh Thánh. Nhưng mà
Có nghĩa là có những cái bước đầu chập chững trong cái xu thế hiện thực, đó là thể hiện ánh sáng vào trong tranh.